ơi, cơ địa của chị khó giảm cân, cơ địa khó giảm cân. Thực sự chị có cơ địa khó giảm cân không? Câu trả lời của mình á, đó là không đâu các bạn ạ. Cái việc mà những bạn hay là những chị em nói là cơ địa chị khó giảm cân ấy, là họ đang chưa có tuân thủ đúng những cái quy tắc về dinh dưỡng và về vận động và về nghỉ ngơi thôi. Còn thực tế không có cơ địa khó giảm cân các bạn ạ. Có một số bạn ấy là bị mất ngủ này, một số bạn ấy thì trong cơ thể cái chỗ phần các bạn chứa nhiều mỡ thì ở đó nó có nhiều cụ thể alpha 2 hơn cụ thể beta 2, vì vậy nó khó giảm mỡ hơn một chút thôi các bạn nhớ. Và những người mắc bệnh lý về suy giáp này hay là hội chứng buồng trứng đa năng thì họ khó giảm mỡ hơn một chút thôi, nó chỉ chiếm gì ạ 5-10% cái kết quả thành công của cái quá trình giảm mỡ của bạn thôi. Còn tất cả vẫn quyết định bởi cái chế độ dinh dưỡng của bạn tuân thủ theo, cái chế độ vận động và chế độ ngủ nghỉ của bạn để xảy ra cái sự thâm hụt calo để các bạn giảm mỡ giảm cân các bạn nhé. Vì vậy, việc chúng ta cần tập trung vào cam kết tuân thủ các cái chế độ về dinh dưỡng, vận động và ngủ nghỉ để xảy ra sự thâm hụt calo để giảm mỡ giảm cân.